chương ba khổ đau chỉ là con cọp giấy đạo phật có một số phương pháp rất đặc biệt để đối trị khổ đau bằng cách thực hành theo các phương pháp này chúng ta sẽ tình hóa được tâm của mình và đạt được trạng thái chứng ngộ cao hơn trước mắt chúng ta sẽ có thể làm giảm căng thẳng của mình cuối cùng chúng ta sẽ có thể vượt qua được khổ đau của sinh lão, bệnh và tử. Khổ đau của con người có thể đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau và phương pháp đổi đối trị khổ đau cũng rất đa dạng. Đạo Phật có một số phương pháp rất đặc biệt để đối trị khổ đau. Bằng cách thực hành theo các phương pháp này, chúng ta sẽ tỉnh hóa được tâm của mình và đạt được trạng thái chứng ngộ cao hơn. Trước mắt Chúng ta sẽ có thể làm giảm căng thẳng của mình. Cuối cùng, chúng ta sẽ có thể vượt qua được khổ đau của sinh, lão, bệnh và tử. Trước đây, người ta thường cho rằng Phật giáo đồng nghĩa với sự bi quan, thụ động và dạy ta cách trốn tránh cuộc sống thực tế. Thực ra thì điều này không đúng. Sự hiểu biết của Phật giáo đối với khổ đau của con người vượt xa quan niệm này phật giáo không hề thụ động ngược lại quan điểm của phật giáo về cuộc sống khổ đau và hạnh phúc có liên hệ mật thiết với cuộc sống thực tế hiểu được một số các quan điểm sau sẽ có lợi cho tất cả chúng ta rất nhiều nguồn gốc của khổ đau khổ đau của con người sinh khởi thế nào nhiều người suy nghĩ một cách cảm tính rằng khổ đau đến từ việc thiếu thốn tiền bạc ăn không no mặc không ấm mà chẳng chịu tìm hiểu kỹ càng thật sự đây chỉ là một số lý do khiến chúng ta đau khổ nhưng lại chẳng phải là lý do chính nguồn gốc ban đầu của đau khổ tánh sáng và đại dương tĩnh lặng phật giáo thỉnh thoảng dùng chữ đại dương để mô tả trạng thái tâm của chúng ta và đôi khi cũng dùng bầu trời án mây để mô tả bản tánh và hoạt động của tâm ở đây chúng ta lại so sánh đại dương và tâm của mình trạng thái sáng tỏ của tâm cũng giống như bề mặt của đại dương lúc hoàn toàn tĩnh lặng không âm thanh không sống và không gợn nó bình lặng và giống như không thời gian và không gian trong cuộc đời của mình chúng ta chưa bao giờ trải nghiệm được tánh sáng nội tại vốn sẵn có của chính mình. Mặc dù tất cả những khổ đau, hạnh phúc và cảm xúc đều đến từ sâu thẳm trong tâm. Phật giáo thường dùng từ sáng tỏ để chỉ tầng cơ bản nhất của tâm. Các từ quang minh hay ánh sáng trong suốt cũng được dùng để chỉ trạng thái này. Tánh sáng này không phải là ánh sáng có thể nhìn thấy được cũng chẳng phải là ánh sáng không thể nhìn thấy được. Nó cũng không thể được tìm thấy trong bất kỳ phổ điện từ nào trong vật lý. Đây là trạng thái thanh tịnh tuyệt đối, không còn chút nhiễm ô nào. Trong trạng thái đại bình đẳng này, không có hạnh phúc hay hỷ lạc, không có đau khổ hay lo lắng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng được trạng thái sáng tỏ này khi Ngài đạt được giác ngộ tất cả những người thực hành phật pháp đều mong muốn đạt được trạng thái chứng ngộ này trong kinh điển trạng thái này cũng được gọi là phật tánh phật tánh hay tánh sáng nội tại của tâm cũng có thể được trực nhận và trực chứng trong thiền tông có câu thế này người uống nước biết rõ nước đang ấm hay lạnh điểm nhấn trong thiền tông về phật tánh cũng không khác gì việc chứng ngộ tánh sáng nội tại này. Vô minh, sống gần Vô minh được dịch sang tiếng Hoa là Wu Ming. Ming, chỉ trí tuệ đến từ sự chứng ngộ. Wu là phủ định. Vì vậy, vô minh là không có trí tuệ và chứng ngộ. Mặc dù tánh sáng tỏ nội tại của tâm thì vốn luôn luôn tồn tại ở đấy nhưng chúng ta chưa nhận biết ra hay trải nghiệm ra bởi vì chúng ta chưa đạt được chứng ngộ vì vậy điều này được gọi là vô minh khi trạng thái vô minh cơ bản sinh khởi tâm chúng ta đã xa rời trạng thái sáng tỏ tự nhiên để chuyển sang trạng thái thứ hai từng vô minh cơ bản là gì ở từng vô minh hay trạng thái này trước khi ta bước vào trạng thái sáng tỏ tự nhiên của tâm thì khi ấy tâm sức bình lặng thư giãn hoàn toàn vô niệm nghĩa là hoàn toàn không có các niệm phân biệt đúng sai tốt xấu đau đớn hạnh phúc nói cụ thể hơn cội nguồn của tâm là tánh sáng soi quang minh sau đó các gợn sóng nhỏ bắt đầu hình thành trong tánh sáng đó khi những gợn sóng nhỏ này xuất hiện, thì khoảng khắc đầu tiên của vô minh cơ bản liền được tạo ra. Mặc dù tánh sáng nội tại của tâm vẫn không thay đổi trong thời điểm này, nhưng vô minh cơ bản đã tách khỏi tánh sáng để tạo thành ý thức của chúng ta. Ở đây, vô minh cơ bản được ví như một gợn sóng lăn tăng trong đại dương. Mặc dù gợn sóng này chưa phải là con sóng bề mặt yên tĩnh của đại dương đã không giống như lúc đầu và đã cho thấy dấu hiệu của dòng nước ngầm trong phật giáo vì sao vô minh lại được tạo ra từ tánh sáng tỏ là một câu hỏi khó làm sao mà vô minh lại được phát khởi từ một trạng thái quang minh thực ra thì chúng ta có thể nói rằng nguồn gốc của luân hồi cũng xa xôi như giới hạn của bầu trời bởi vì chúng ta đã trôi lăn trong luân hồi từ vô thủy. Nhưng từ một góc độ khác, chúng ta cũng có thể nói rằng nó ở ngay trước mặt chúng ta bởi vì tánh sáng ở thời điểm hiện tại là nguồn gốc của luân hồi. Những người quan tâm đến chủ đề này có thể tham khảo thêm kinh sách Kim Cang Thừa. Tất cả các thiên thể trong vũ trụ, bao gồm cả dãy ngân hà và hệ mặt trời, đều có quỹ đạo và chu kỳ riêng Cuộc sống của con người cũng có chu kỳ riêng, nó sẽ tiếp diễn bất tận nhờ vào sinh lực hay năng lượng luôn tràn đầy của nó cho đến khi đạt được Phật quả. Sinh lực này là không thể nghĩ bàn, kéo dài theo chu kỳ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Vậy, điểm khởi đầu là gì? Chính là tánh sáng. Điểm kết thúc là gì? Cũng là tánh sáng. Tánh sáng là điểm đầu và cũng là điểm kết của luân hồi. Nguyên lý này không mang tính tôn giáo. Tất cả chúng ta đều có thể trải nghiệm và ngộ được điều này bất kể chúng ta là ai. Đó là vì cấu trúc của tâm chúng ta đều giống nhau. Hạnh phúc, khổ đau, thực tế, lý tưởng, hữu thần, vô thần, vân vân, đều là những hiện tượng nằm sát ở tầng trên và chẳng hề hiện diện nơi tầng vô minh hoặc quang minh. Nguồn gốc của ý thức là tánh sáng. Không hề có không gian và thời gian, nơi tánh sáng hay tình quang. Tất cả các khái niệm về thời gian và không gian thì sinh khởi từ vô minh. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi vô minh vừa được tạo ra từ tánh sáng, thì không có khái niệm về thời gian và không gian. Cũng giống như trong biết bằng không hề có vật chất nào xuất hiện, mà đó chỉ có năng lượng được tạo ra từ không gian trống rỗng. Khi năng lượng đạt đến một mật độ nhất định, một hạt cơ bản sẽ được hình thành. Từ hạt cơ bản này, tất cả các loại vật chất sau đó được hình thành. Tương tự, từ tánh sáng, nền tảng vô minh được tạo ra, nghĩa là ý thức được hình thành. Ý thức là một đối tượng biết dao động có khả năng tư duy và phân biệt giữa các hiện tượng sau đó một hạt cơ bản ngay tức khắc được tạo ra tất cả các loại vật chất được hình thành rồi sau đó là sự hình thành trái đất và các thiên thể các sự vật được hình thành từ năng lượng vốn không bị ngăn trở bởi vật chất và cách thế giới được tạo ra từ vô minh giống nhau một cách đáng kinh ngạc trong phật giáo tây tạng Mực điển Kalakara thời luân mô tả ba thế giới khác nhau thế giới bên ngoài bên trong và ẩn mực và mối liên hệ giữa ba thế giới này thế giới bên ngoài là vũ trụ bao gồm cả hệ mặt trời dãy ngân hà thế giới bên trong là thân thể vật lý của chúng ta thế giới ẩn mực chính là tâm thế giới tâm linh của chúng ta được giải thích như một vũ trụ cấu trúc thân thể chúng ta cũng là một vũ trụ thế giới bên ngoài cũng là một vũ trụ cả ba đều liên hệ mật thiết với nhau trong một chừng mực nào đó chúng có tác động qua lại trong nền văn hóa hiện nay các công trình nghiên cứu về tâm đang bị xem nhẹ các công trình hiện có thì thường không nghiên cứu sâu về chủ đề này tuy nhiên rất nhiều vấn đề chúng ta đối mặt lại đến từ tâm những gì chúng ta cảm nhận bên trong thường không có liên quan với các điều kiện bên ngoài mỗi chúng ta đều có quan điểm riêng về cuộc đời nói một cách tương đối những cách nhận thức sự vật khác nhau có thể đúng đắn ở các mức độ khác nhau tuy nhiên chỉ có duy nhất một chân lý ở mức độ tuyệt đối do đó chúng ta cần phải tìm hiểu quan điểm thâm sâu hơn chúng ta cần phải biết rằng thế giới bên trong của mình thật sự rất kỳ diệu để đến với thế giới này chúng ta sẽ không dựa vào số liệu hay việc quan sát bằng dụng cụ mà chỉ dựa vào các phương pháp thực hành đặc thù của phật giáo đây không phải là niềm tin mù quáng mà là điều rất chân thực cũng giống như thức ăn có thể thỏa mãn được cơn đói như nước có thể chuyển thành đá ở nhiệt độ đóng băng. Những gần sống của vô minh cơ bản rất giống với sự khám phá lý thuyết dây trong vật lý. Trong quá khứ, chúng ta từng cho rằng các hạt như proton và neutron chẳng hạn là các hạt vật chất. Lý thuyết dây cho chúng ta biết rằng cấu trúc cơ bản của vật chất trông giống như sợi dây đàn với nhiều kiểu rung khác nhau thì một hạt mới sẽ xuất hiện. Mặc dù xuất hiện như một hạt vật chất, thực sự đây chỉ là một rung động. Chúng ta chỉ nhìn thấy ảo giác do cái nhìn thành kiến của mình. Khi những vô minh cơ bản hay ý thức không dao động, nó sẽ yên ả như bề mặt của đại dương, vốn luôn luôn tĩnh lặng. Đây là trạng thái của Phật quả. Khi nhận thức bắt đầu di chuyển, thậm chí là di chuyển về phía sau nó không thể nhận thức được bản tánh tự nhiên của chính nó nữa đây là lý do vì sao chúng ta lại gọi là vô minh tâm là một đối tượng phức tạp sự tương tục diệt vong bản tánh tự nhiên và sự phát triển của nó đều bị chi phối bởi các quy luật đặc biệt ngoài đức phật không ai có thể hiểu được cách vận hành của tâm nhiều người có rất nhiều kiến thức quan trọng về thế giới nhưng lại không biết mình là ai bản tánh của mình là gì và mình từ đâu đến có lẽ một khi đã phát triển đến một trình độ nhất định khoa học có khả năng xác thực sự tồn tại của những quy luật này nhưng hiện nay khoa học chưa thể xác thực được chỉ khi thực hành phật pháp chúng ta mới có thể làm được như vậy bằng cách thực hành chúng ta sẽ ngộ được điều này bởi vì tâm của chúng ta có khả năng tự tri thiền tông vốn nhấn mạnh đến việc nhận biết bản tánh của tâm cũng không khác việc tự tri này chấp ngã con sống chấp ngã cũng là một dạng bám chấp tất cả chúng ta đều bám chấp một cách tự nhiên vào bản thân hay bản ngã bất kể trình độ vị trí xã hội của chúng ta thế nào chúng ta đều tin rằng chúng ta đang tồn tại tuy nhiên chúng ta chưa bao giờ tự hỏi chúng ta tồn tại như thế nào chúng ta cũng chưa bao giờ thực hiện các bài kiểm tra khoa học hoặc dùng các phương pháp lý luận để xác thực sự tồn tại của chúng ta sự bám luyến nội tại này rất dễ ngộ nhận thực sự thì ngã không tồn tại trên quan điểm tục đế chúng ta đang tồn tại đây là điều không ai tranh cãi được tuy nhiên nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng con người là gì thì chúng ta sẽ giải đáp được câu hỏi này giống như vậy con người chấp nhận sự tồn tại của một thế giới vật chất và ý nghĩ rằng thế giới chỉ đơn thuần là một thế giới vật chất không một ai có ý nghĩ lật lại kết luận hiển nhiên này tuy nhiên nếu quan sát thật gần, chúng ta nhận thấy cái gọi là vật chất, phân tử, nguyên tử, vân vân đều là giả huyễn. Sự thật chúng ta chưa có khả năng nhận thức chân lý tuyệt đối của sự vật bằng con mắt. Khoa học có thể giải thích được lịch sử loài người. Nó có thể dự báo tương lai và nói cho chúng ta biết thế giới sẽ như thế nào trong 100 năm tiếp theo kể từ bây giờ nó có thể giải thích sinh lý học của cơ thể con người, vi trùng, tế bào, vân vân. Nó có thể mang cho chúng ta một kho tàng kiến thức, nhưng thật đáng tiếc, nó không thể cho chúng ta biết cái ngã là gì. Phật giáo giải thích ngã trên hai góc độ: tục đế và chân đế. Năm giác quan của chúng ta được gọi là tục đế. Không xem xét kỹ lưỡng, chúng ta cho rằng Nhận thức từ các căn của chúng ta là chân lý. Nếu mắt chúng ta thấy màu đỏ, chúng ta tin rằng đó chính là màu đỏ. Nếu mắt chúng ta thấy màu trắng, tin rằng đó chính là màu trắng. Tất cả các giá trị và thế giới quan hình thành trên nền tảng này rất là hời hợt. Siêu vượt nhận thức cảm quan là chân đế, sự thật tuyệt đối về thế giới và cái ngã là chân đế. Các hình tướng trên thế giới này có phải là chân đế? Chẳng có gì ngoài những thứ chúng ta cảm nhận được bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Chúng ta phải tin vào sự tồn tại của một cái gì đó thâm sâu và bí ẩn. Thế giới không phải như những gì chúng ta đang thấy và nghĩ. Thông tin chúng ta nhận được từ ngũ quan là không chính xác. Những gì chúng ta có chỉ đều là giả huyễn chúng ta lại bám chấp vào đó cho rằng đó là thực. Trong Phật giáo, chúng ta dùng thuật ngữ bám chấp. Vô minh cơ bản, vốn sinh khởi từ tánh sáng, bắt đầu phát triển và đến một giai đoạn nhất định sẽ có tri kiến riêng của mình. Tri kiến này là sự chấp ngã. Tiến trình mà vô minh chuyển thành chấp ngã cũng giống như gần sống trở thành con sống. Trong Phật giáo, nguồn gốc của mọi đau khổ chính là sự bám chấp này đức phật đã dạy rằng sinh lão bệnh và tử là một phần tự nhiên của cuộc đời mà không ai có thể tránh khỏi khi đối diện với khổ đau bám chấp chính là vấn đề lớn nhất bám chấp rõ ràng dẫn đến khổ đau làm thế nào đối diện với khổ đau trong cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta để gánh vác nhiệm vụ này tốt hơn đức phật đã dạy chúng ta phải học cách buông bỏ thiền tông thì ủng hộ sự buông bỏ nhiều người cho rằng quan niệm này là thụ động bi quan và né tránh nếu chúng ta chọn cuộc sống tu viện bởi vì chúng ta không thể làm gì trong cuộc sống ngoài đời thì đó không phải là buông bỏ đó chính là trốn chạy hay là xuôi tay đầu hàng nếu chúng ta thành công trong cuộc sống và chúng ta có thể buông bỏ cùng một lúc. Đó mới thực sự là buông bỏ. Chúng ta có thể đảm nhiệm việc điều hành và phát triển một doanh nghiệp để nuôi sống hàng trăm hay hàng ngàn người, hay thậm chí hàng chục ngàn người. Đồng thời, để đạt được giác ngộ, chúng ta cũng có thể buông bỏ, buông bỏ giận dữ, sân hận, sự mong muốn quá mức, vân vân. Làm như vậy, chúng ta lại còn có thể làm việc hiệu quả hơn bởi vì không có gì mâu thuẫn giữa việc nhận lấy trách nhiệm và buông bỏ bám chấp phật giáo nhấn mạnh đến việc chấp nhận hoàn cảnh và sống trong giây phút hiện tiền chúng ta không nên trở nên quá bám chấp vào quá khứ hay tương lai mà hãy sống thật hoàn hảo trong giây phút hiện tại khổ đau của chúng ta không liên quan gì đến các quỷ thần hay thượng đế mà chỉ là hậu quả của sự chấp ngã nếu chúng ta buông bỏ chấp ngã chúng ta sẽ ngay tức khắc cảm thấy thư thái thoải mái và không khổ đau trong kinh cũng đã nói rằng trước đây nhiều vị bồ tát đã hóa hiện thành các bậc thống lãnh nhằm giúp chúng sanh đạt được giác ngộ trong lúc bản thân các ngài vẫn đang an trụ trong trạng thái không bám chấp chủ yếu nhờ buông bỏ sự bám chấp các ngài đã đạt được trạng thái vô ngã và hoàn toàn làm phật sự hóa hiện trong nhiều tướng trạng vì lợi lạc của tất cả chúng sanh liệu một người bình thường có thể thực hành buông xả như thế hay chăng với phương pháp thực hành đặc biệt điều đó là hoàn toàn có thể phiền não sống to chúng ta thường nghĩ rằng khổ đau đến từ sự thiếu thốn vật chất hiển nhiên là khi chúng ta nghèo chúng ta đau khổ bởi không có những thứ cơ bản tuy nhiên khổ đau lại càng sinh khởi nhiều hơn trong trạng thái tinh thần trống trải bất mãn và tham muốn không giới hạn ngay sau khi hình thành khái niệm về cái ngã là có sự phân biệt giữa bạn tôi và người khác khi chúng ta đã trở thành thực thể cá nhân thì sẽ có tình trạng oán giận và ganh ghét lẫn nhau trong tiến trình này tham lam và sân hận trở thành những con sống lớn những chìm tinh thần chúng ta và ngăn cản không cho chúng ta biết những gì nên làm lòng tham muốn quá mức là sát thủ chủ chốt của nhân loại trong một số trường hợp nó có thể hủy diệt cả một con người có nhân cách tốt và đức cao trọng vọng nếu vô minh là sống lăng tăng và bám chấp giống như những cơn sóng thường thì phiền não được ví như sóng to. Lòng tham muốn và sân hận không được kiềm chế để chúng ta rời xa tự tánh, khiến cho chúng ta quên đi mình là ai và nên làm gì và từng bước dẫn chúng ta đến bờ vực hủy diệt.